Thật hư thông tin thuốc Monopiravir bị loại khỏi danh mục thuốc điều trị COVID-19. Theo Bộ Y tế, Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ ICMR không loại Monopiravir ra khỏi danh sách các thuốc điều trị COVID-19. Vừa qua, một số thông tin nhắc tới việc ICMR loại thuốc Monopiravir khỏi danh mục thuốc điều trị COVID-19 do lo ngại tác dụng phụ. Theo Bộ Y tế, Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ ICMR không loại Monopiravir ra khỏi danh sách các thuốc điều trị COVID-19. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, trang tin indian.com đăng tải ngày 5 tháng 1 năm 2022 trích dẫn ý kiến của tiến sĩ Bhargava, tổng giám đốc của ICMR là cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng phác đồ điều trị COVID-19 tại Ấn Độ cho biết, ICMR đến nay vẫn chưa cập nhật thuốc Monopiravir vào danh sách các thuốc điều trị COVID-19 theo phác đồ của ICMR do quan ngại về một số phản ứng phụ như đột biến gen, tổn hại đến cơ và xương có thể dẫn tới các nguy cơ khi mang thai và cho trẻ em, chứ không phải ICMR loại Monopiravir ra khỏi danh sách các thuốc điều trị COVID-19. Tại Ấn Độ, tháng 12 năm 2021, Cơ quan Quản lý Dược Ấn Độ CDSCO đã cấp phép sản xuất thuốc Monopiravir cho một số nhà sản xuất của Ấn Độ và các thông tin về các phản ứng phụ trên đã được ghi rõ trong giấy phép lưu hành. Bộ Y tế nhấn mạnh, cho đến nay chưa có thông tin về một quyết định chính thức được ban hành từ ICMR hoặc Cơ quan Quản lý Dược Ấn Độ về nội dung loại Monopiravir ra khỏi danh sách các thuốc điều trị COVID-19. Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA và Cơ quan Quản lý Dược và Sản phẩm Y tế của Anh MHRA lưu ý Monopiravir được sử dụng để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành, dương tính với xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Monopiravir dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày. Monopiravir không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp. Monopiravir không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng COVID-19 đối với phụ nữ có thai và cho con bú. Monopiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai. Phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Monopiravir cuối cùng. Dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ Monopiravir, Bộ Y tế không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Monopiravir cuối cùng. Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, Monopiravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn. Đối với nam giới, Monopiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng, mặc dù rủi ro được coi là thấp. Vì vậy, nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh đẻ nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều Monopiravir cuối cùng. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả, Bộ Y tế khuyến cáo chỉ sử dụng thuốc Monopiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định, các giới hạn sử dụng và các cảnh báo, thận trọng của thuốc. Người dân không tự ý mua, sử dụng thuốc Monopiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường. Trong quá trình sử dụng thuốc Monopiravir, nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc, cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời. Liên quan tới thuốc Monopiravir, ngày 5 tháng 1, tại phiên họp Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế đã xem xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng đề xuất cấp phép sản xuất thuốc Monopiravir và kết luận. Theo đó, Hội đồng đã đồng ý đề xuất Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện cho 3 thuốc chứa hoạt chất Monopiravir có chỉ định điều trị COVID-19. Đối với các hồ sơ chưa được phê duyệt, Hội đồng đề nghị các cơ sở sản xuất tiếp tục khẩn trương nghiên cứu, bổ sung các tài liệu, dữ liệu và kết quả nghiên cứu về tiêu chuẩn chất lượng thuốc, độ ổn định của thuốc. Hội đồng sẽ khẩn trương họp để xem xét việc cấp phép ngay khi có các kết quả thẩm định hồ sơ bổ sung của các tiểu ban chuyên môn. Còn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các cơ quan quản lý và đơn vị chuyên môn kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và quản lý về giá theo đúng quy định của luật dược, chống mọi biểu hiện tiêu cực, lợi ích nhóm trong việc cung ứng thuốc. Đến nay, theo Bộ Y tế, đã có trên 400.000 liều Monopiravir được phân bổ cho 53 tỉnh thành trong chương trình điều trị có kiểm soát từ tháng 8 năm 2021. Gần đây do nhu cầu sử dụng tăng cao, đã xuất hiện tình trạng thổi giá thuốc. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.